Xin chào quý khán giả đến với một điểm tin trong tuần số thứ 20 của báo Tên Online. Chương trình gồm những tin chính như sau. Khánh Thành trang cài bò sữa Vinamilk Tây Ninh Tây Ninh chuẩn bị đại hội mặt trận tổ quốc cấp tỉnh đảm bảo chất lượng đúng tiến độ. Bí thư tỉnh ủy làm việc với ban thường vụ huyện ủy Trắng Bàn và Hòa Thành. Tỉnh ủy Tây Ninh giao ban công tác quý 1 năm 2019. PCI năm 2018, Tây Ninh tăng 5 bậc xếp hạng 14 trên 63 tỉnh thành. Bổ nhiệm giám đốc công an Tây Ninh. Quý 1 năm 2019 thi hành kỷ luật 39 đảng viên. Khai trương đại lý Ba ớt Minh Đài Tây Ninh. Công an thành phố Tây Ninh bắt giữ nhóm đối tượng cho vay lãi nặng. Sáng ngày 27 tháng 3, công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk tổ chức khánh thành trang trại bò sữa đạt tiêu chuẩn lô bang gáp lớn nhất Việt Nam tại ấp Long Thịnh, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Đến dự lễ khánh thành có bà Trương Thị Mai, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban dân vận Trung ương. Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, khách mời quốc tế là đại diện lãnh sự quán các nước Mỹ, Pháp, Australia, Iceland, Bộ Nông nghiệp Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Phía lãnh đạo Tây Ninh có ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, ông Trần Văn Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng với nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, bà Trương Thị Mai, trưởng ban dân vận Trung ương, vui mừng khi được biết đây là một trong những trang trại đi tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ 4.0 vào quản lý và chăn nuôi. Tin tưởng cùng với sự phát triển của trang trại sẽ giúp đời sống vùng biên giới huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh bớt khó khăn, ngày càng phát triển hơn. Về phía lãnh đạo chính quyền địa phương, ông Trần Văn Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh phấn khởi cho biết, cùng với sự kiện nhà máy chế biến rau quả Tani Food khánh thành và đi vào hoạt động vào cuối năm 2018 vừa qua. Trang trại bò sữa Vinamilk được khánh thành ngày hôm nay sẽ thúc đẩy ngành nông nghiệp của tỉnh tiếp tục phát triển, góp phần vào việc hình thành chuỗi phát triển nông nghiệp theo định hướng ứng dụng công nghệ cao. Sau lễ khánh thành, các đại biểu cũng đã đến tham quan hệ thống trang trại với hơn 500 hecta đồng cỏ tươi, được áp dụng công nghệ tưới hiện đại và hệ thống chuồng chăn nuôi áp dụng công nghệ cao, từ khâu quản lý thức ăn, kiểm soát hoạt động và sức khỏe đàn bò cho đến hệ thống phát sữa hiện đại với quy mô mỗi lần phát hơn 200 con. Việc đưa trang trại bò sữa Vinamilk Tây Ninh vào hoạt động không chỉ giúp Vinamilk đạt được các mục tiêu về tăng trưởng, mà còn góp phần hỗ trợ ngành nông nghiệp, chăn nuôi và kinh tế địa phương phát triển nhanh trong thời gian tới. Cũng trong buổi lễ khánh thành, trang trại Vinamilk Tây Ninh vinh dự nhận giải trang trại bò sữa độc lập lớn nhất Việt Nam do tập đoàn Delavan Thụy Điển trao tặng. Nhân dịp này, công ty cổ phần sữa Việt Nam đã trao tặng 61.000 ly sữa, tương đương 400 triệu đồng cho trẻ em tỉnh Tây Ninh. Chiều 25 tháng 3, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cần tiếp tục kiểm tra các cấp cơ sở về công tác chuẩn bị đại hội. Tỉnh cũng sẽ thông qua các cuộc họp giao ban để đôn đốc, nhắc nhở các địa phương chuẩn bị công tác đại hội chu đáo, nghiêm túc, nhất là đảm bảo chất lượng ủy viên trong nhiệm kỳ mới. Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận những nỗ lực của Tây Ninh trong công tác chuẩn bị đại hội. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh đã bám sát vào kế hoạch cũng như hướng dẫn của Trung ương để thực hiện kế hoạch triển khai đại hội của tỉnh theo đúng yêu cầu, nhất là tổ chức thành công đại hội điểm cấp huyện vừa qua. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp tục ra soát lại chất lượng ủy viên bên cạnh đó mặt trận tổ quốc tỉnh cũng cần lưu ý để đại hội diễn ra đúng nội dung tiến độ và đảm bảo chất lượng vừa qua đoàn công tác do bí thư tỉnh ủy phạm viết thanh làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với ban thường vụ huyện ủy các huyện trảng bàn và hòa thành nhằm nắm bắt tình hình công tác của địa phương kết luận buổi làm việc với huyện trảng bàn bí thư tỉnh ủy phạm viết thanh đề nghị huyện phát huy kết quả đã có khắc phục những hạn chế công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền đoàn thể các cơ quan tham mưu của huyện cần năng động chủ động hơn đội ngũ cán bộ lãnh đạo từ huyện đến cơ sở tiếp tục đổi mới tư duy phương pháp công tác phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực tránh để xảy ra tình trạng bức xúc trong dư luận xã hội tiếp tục quan tâm thu hút đầu tư đánh giá là tiềm năng phát triển kinh tế tăng cường liên kết học tập kinh nghiệm các địa phương chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ, cơ sở chuẩn bị tốt điều kiện hướng tới đại hội đảng cấp cơ sở, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo bác, đổi mới nâng cao hoạt động của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội theo hướng gần dân sát dân hơn. Phát biểu tại buổi làm việc với huyện Hòa Thành, Bí thư tỉnh ủy Phạm Viết Thanh ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của huyện trong 3 tháng đầu năm 2019. Ban thường vụ huyện ủy Hòa Thành đã lãnh đạo đảng bộ thực hiện hoàn thành những chỉ tiêu chủ yếu làm tốt công tác xây dựng đảng, công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo bồi dưỡng, thực hiện hiệu quả nghị quyết 18, 19 của Trung ương, đổi mới cơ cấu lại hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Huyện Hòa Thành cũng thực hiện tốt công tác cán bộ từ việc hợp nhất các chức danh, thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên. Bí thư tỉnh ủy Phạm Viết Thành chỉ đạo, huyện ủy Hòa Thành phải tạo sự đột phá trong phát triển dịch vụ du lịch thúc đẩy phát triển kinh tế, tăng trưởng năm sau phải cao hơn năm trước. Bí thư tỉnh ủy lưu ý là huyện có đông người dân theo đạo Cao Đài, nên lãnh đạo cần quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ hiểu biết sâu rộng lĩnh vực tôn giáo để thực hiện tốt nhiệm vụ. Sáng ngày 26 tháng 3, tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tình hình công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2019. Hội nghị do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân chủ trì và được trực tuyến đến chính huyện thành phố trong tỉnh. Tại hội nghị, các huyện ủy, thành ủy thống nhất cao với kết quả đánh giá tình hình quý 1 và nhiệm vụ quý 2, đồng thời kiến nghị một số vấn đề cần quan tâm giải quyết. Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân ghi nhận kết quả đạt được trong quý 1 và thống nhất nhiệm vụ trọng tâm quý 2, đồng thời chỉ đạo các địa phương khắc phục ngay các tồn tại, yếu kém, rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ của năm 2019 và cả nhiệm kỳ để có kế hoạch giải pháp thực hiện đạt kết quả. Năm 2019 phải tốt hơn năm 2018. Tiến hành các bước công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, tập trung chỉ đạo đại hội mặt trận tổ quốc cấp xã dứt điểm trước ngày 31 tháng 3 năm 2019 và tổ chức đại hội mặt trận tổ quốc cấp huyện trong tháng 4 thực hiện nghiêm quy định bí thư chi bộ áp kiêm trưởng ban công tác mặt trận hoặc trưởng ấp, tiếp tục thực hiện nghị quyết 18-19, khóa 12 đúng quy định. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vừa công bố báo cáo năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2018. Theo đó, Tây Ninh tăng 5 bậc lên vị trí thứ 14. Quảng Ninh vẫn duy trì ngôi đầu bảng, xếp cuối bảng là Đắk Nông. Tây Ninh xếp hạng thứ 14 trong bảng tổng sắp với 64,54 trên 100 điểm. Như vậy, từ vị trí thứ 19 với điểm tổng hợp bình quân là 63,82 trên 100 điểm năm 2017. Năm 2018, chỉ số PCI Tây Ninh đã tăng 5 bậc trong bảng xếp hạng. Nếu tính vị trí xếp hạng PCI trong các tỉnh, thành, vùng Đông Nam Bộ, thì Tây Ninh đứng thứ 3 sau Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Văn Cải, Phó Giám đốc Công an tỉnh, giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh. Tại lễ công bố quyết định, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành chúc mừng Đại tá Nguyễn Văn Cải vừa được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao phó nhiệm vụ mới. Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, trên cương vị mới, Đại tá Nguyễn Văn Cải cần nhanh chóng nắm bắt công việc, không ngừng nỗ lực phấn đấu, đề cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Tây Ninh ngày càng trong sạch vững mạnh. Ngày 28 tháng 3, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát quý 1 và đề ra phương hướng hoạt động quý 2 năm 2019. Phát biểu tại hội nghị, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Võ Văn Sớm ghi nhận những nỗ lực của ngành kiểm tra trong những tháng đầu năm 2019 để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Trong thời gian tới, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy yêu cầu ngành kiểm tra tập trung thực hiện kéo giảm tỷ lệ đảng viên bị kỷ luật, bị xóa tên và đưa ra khỏi đảng. Bên cạnh đó, các cấp ngành kiểm tra phải tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo điều lệ đảng, chủ động ra soát chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 để kết thúc sớm chương trình của cấp ủy và ủy ban kiểm tra. Công ty cổ phần Hyundai Thành Công Việt Nam vừa chính thức khai trương đại lý Hyundai Tây Ninh tại số 21 đường 30 tháng 4, phường 3, thành phố Tây Ninh. Đại lý Hyundai Tê Ninh được xây dựng trên diện tích 4.500 m2, bao gồm showroom, nhà xưởng, sân bãi và các công trình phụ trợ, tổng mức đầu tư 5 triệu USD. Đây là nơi giới thiệu, trưng bày sản phẩm, cung cấp sản phẩm dịch vụ đạt tiêu chuẩn CDSI, phối bộ nhận diện toàn cầu mới nhất của tập đoàn Hyundai Motor, thiết kế mới, mô xanh bách từ mặt máy, cột nhận diện, cửa ra vào, sửa chữa, bảo dưỡng xe, chăm sóc khách hàng và các dịch vụ khác. Tại buổi khai trương, ông Trần Văn Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh ghi nhận sự có mặt của đại lý Ba Ết Hyundai tại Tây Ninh là niềm vui cho tỉnh nhà để người dân có điều kiện tiếp cận, lựa chọn dòng sản phẩm mới có chất lượng cao. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh cho biết, Tây Ninh đang là điểm đến của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đã thu hút một số tập đoàn doanh nghiệp lớn có uy tín đến đầu tư phát triển thương mại dịch vụ du lịch tại tỉnh. Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an thành phố Tây Ninh vừa bắt giữ hai đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trên địa bàn thành phố. Cả hai khai tên Phạm Tuấn Thanh, sinh năm 1992 và Phạm Đức Thành, sinh năm 1988, cùng ngụ xã Ibo, huyện Cô Giúp, tỉnh Đắk Nông. Công an đã thu giữ tăng vật trên người các đối tượng gồm trên 15 triệu đồng, 4 điện thoại di động, 4 giấy mượn tiền, 1 giấy mượn xe, 1 xe mô tô và một số giấy tờ khác có liên quan. Qua làm việc, các đối tượng khai nhận đến Tây Ninh thuê nhà tại huyện Châu Thành từ tháng 1 năm 2019. Sau đó, in phát tờ rơi quảng cáo cho vay. Khi có người gọi đến, các đối tượng gặp và hướng dẫn vay mà không cần thế chấp, chỉ cần hộ khẩu chứng minh nhân dân. Chỉ trong 3 tháng đầu năm, các đối tượng đã cho tổng cộng 22 người ở địa bàn các huyện Tân Biên, Châu Thành, Hòa Thành, Dương Minh Châu và thành phố Tây Ninh vay tiền từ 3 triệu đồng đến 20 triệu đồng với lãi suất 17% trên một tháng. Tiến hành kiểm tra nhà ở của các đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ 3 sổ hộ khẩu, 3 giấy chứng minh nhân dân, một giấy bán xe, 3 giấy mượn tiền cùng một số giấy tờ khác. Quý vị và các bạn vừa xem xong chương trình điểm tin tuần này của báo Tin Online. Xin chào và hẹn gặp lại.